chào mọi người. Thì sáng nay là mình sẽ đi ăn sáng rồi xong mình sẽ đi tham quan tất cả những cái khu vui chơi ở Đà Lạt. Sáng nay là 7 tiếng rồi nha mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn sáng buffet rồi xong rồi mình sẽ đi đi chơi. Rồi mọi người coi theo hành trình ngày thứ hai ở Đà Lạt cùng với nhân viên của Như nha. Ok. Trời ơi, đông quá, mình không mút lại mấy cái này. Cho gì ăn. Ê, cái nuôi này ngon nè. Mình sẽ mình mút không lại rồi. Mẹ đây nè con, mẹ nè. Bắp hè. Bắp hè. Đang bắp hè. Cái này là áo lông. Mẹ bắp hè. Mẹ coi. Súp ngon không? Ngon. Hello mọi người, và sau khi ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đến đường hầm điêu khắc hay còn gọi là làng đất sét. Ok. Hai. À, lạnh quá mọi người ơi. Lạnh rồi. Lên chiếc xe kìa, xe đó kìa. Rồi, một, hai, một cái nữa. Một, hai. Em hấp thắng được anh sáng. Mô tô của em. Em mời Helen à. Bớt rồi. Mày thấy ghét quá vậy. Xí tay đi, sao bịch cấu trang. Rồi, chụp hình đi mấy huynh. Rồi chụp nha, 1, 2, 3, tiếp nha. Thêm kiểu nữa, thêm kiểu nữa. Rồi, đây, cái này. Rồi, 1, 2, 3. Nó làm cái gì vậy? Nó sẽ nói chết rồi. Rồi, con ngồi chị. Nhìn đẹp lắm, tóc chị dài, đi cái này dễ thương hả? Anh được không anh? Được, đẹp lắm. Nhìn chất ha. Vậy lấy nước trước. Dạ rồi. Xây dạy đi kia quá. Rồi đi. Ô, nó đẹp quá kìa. Quay ra. Thôi. Mọi người hiện tại thì đang có mặt ở chùa Linh Phước hay còn gọi là chùa Ve Chai nha mọi người. Đây là một cái công trình kiến trúc rất là đặc biệt. Mời mọi người theo chân Như nha. Ok. Hiện tại thì không có cho xe lớn 40 chỗ vô nữa, cho nên là mình phải đi bộ vô tầm 50 mét. Và từng cái kiến trúc ở đây là đều làm bằng cái miễn của sành của chén kiểu đó mọi người đập ra. Cái tiếng của em hiện tại là đã mút rồi nha mọi người nha. Tao cũng hết giường rồi đó. Ở đây thì có rất rất là nhiều kiến trúc rất là đặc biệt. Nhưng mà vì mình đi du lịch á mọi người, cho nên là mình ghé để mình tham quan. Chứ nếu như mà đúng là mình mặc cái quần nó hơi dài xíu. Trong đó có cái váy mà. Không có đâu, không có. Có.
Thì ai mặc ngắn quá thì đừng có vô chánh điện. Múa gì vậy? Múa xong nổi rồi. Cái này nó tí, đẹp nó tí. Hồng trời ơi, màu xanh như giúp khách sạn vậy con. Ừ, màu này biết màu đẹp luôn con. Thôi, màu đó không hợp với bộ đồ, mua màu đen đi. Được rồi. Màu xám. À, mình mang đôi dép này, người ta tưởng mình mang dép khách sạn còn hơn. Người ta tưởng mình đi chơi, mang đôi dép làm kỳ vậy. Hay quá, đúng. Đúng. Cũng đúng. Hay, giỏi, 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 10 điểm. Cũng được đó. Cũng được. Rất là hâm hí. Đó, ở trên đó sẽ là một cái tượng được làm từ hoa mẫu đơn, được sắp lập kỷ lục thế giới. Và trong đó thì chánh điện có rất rất là nhiều tượng Phật. Nhưng mà mình mặc váy hơi ngắn cho nên mình sẽ không lên đó được. Bẻ không gãy hả anh? Bẻ không gãy. Đâu thề không? Bẻ thử anh coi rồi. Siêu bền nè. Ghê vậy? Bẻ không gãy mà chảy rất là em chỉ có 10 ngàn. Cây này cũng vậy. Chảy thích cho đầu á. Lấy cái lượt này nè. Cái lượt massage da đầu anh chảy thử cái này. Lượt massage da đầu hả anh? Nằm nãy mà quắt luôn cái gì? Nó bị dính con tóc nào lại. Nó gỡ rối tốt đúng không anh? Đúng rồi, cái nó gỡ. Ok, đâu rồi. Nếu như mà nói về gỡ rối tốt thì em phải kêu con gái em. Đây ơi, lượt gỡ rối. Gỡ cái đầu quá mệt. Lượt gỡ rối nè, đi vô đây mẹ gỡ thử coi. Cái đầu này mới test chính xác nè. Ê, gỡ rối thiệt kìa. Mệt hẳn đó chứ. Mệt hẳn đó chứ. Cái đầu. Đau không? Cái lượng này gỡ rối thiệt nha, không có tóc rồi. Ơi mua một cây không? Mua cho mẹ một cây, cảm ơn. Mẹ có đem tiền. Dữ luôn nha. Dạ dạ. Đây, mình qua đây mình ăn với gia đình mình. Tuy lão bệnh ngon nhưng mà mình phải đi bên kia chứ. Không ngon là anh em trả đúng không? Ừ, anh đây luôn, anh đây luôn. Trong luôn. Đây luôn. Mẹ ăn gì đó? Kêu vô cho mẹ. Đây là dâu phô mai mọi người. Đây là lạc mà ăn vô phô mai nha. Đây ngon thiệt. Ăn cái chín không? Rồi, lấy chín coi nha. Cầm đào luôn hả? Ăn với bốn tiền hết sảy. Quá ồn rồi, quá ồn rồi. Ở đây thì mọi người sẽ có rất là nhiều chỗ bán. Nhưng mà theo cái anh mà hướng dẫn viên du lịch đó thì anh sẽ nói là quán Như Lam này là ngon nhất mọi người. Tại chùa Linh Phước, Gia Ua Như Lam là ngon nhất. Đúng rồi, ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời. Đây nè, đây. Ông Trùm tạo nên những cuộc du lịch của em, với là em. Đây, chứng tới đây. Tôi và con của tôi đã đi tầm mấy lần? À, 2-3 lần gì rồi. Đây ơi, đây, cô mang đôi dép nó không có muốn. Trời ơi, nghe con tôi giải thích nè, tại sao mua đôi dép này?
Tại vì mình mang cái đôi bót á, mình đi xong mình đuổi với đều muốn cổng luôn. Và tại sao mình lại phải mua đôi này? Mà đôi nè, thay vì bạn mang đôi này, người ta nói bạn là mang dép khách sạn nó đỡ hơn là mang mấy cái đôi mà dép quay kẹp. Người ta nói sẽ mà tự là suy dưới. Nghĩ được là bạn đau chân cho nên bạn lấy dép khách sạn bằng mang đỡ. Đúng rồi, đúng. Con tôi quá thông minh. Chết rồi, để ra tôi kéo cái quần lên. Dạ, dạ quý vị, dạ tôi xíu nha, bị tụt quần rồi. Coi lên. Đây nha mọi người, nói chung là sao mà người ta làm những cái kiến trúc thấy nó khủng khiếp lắm luôn á mọi người. Từng cái mảnh vỡ của cái chén nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát làm bằng hoa bất tử, nặng 3 tấn. Tượng cao 17 m, nặng 3 tấn, làm từ 650.000 bông bất tử. À. Kè bót. Kè lại đi, lại đi. Thâm đầu xuống. Đúng rồi, chính xác. Cái nữa, ba cái lần, cái nữa. Chính xác. Trò cái tay nó kìa, thấy không? Đặt cái bằng tay ra, đúng rồi. Quay chị mua gì đúng rồi. Rút cái đầu đi con. Nguyện cầu cho từng người thân bên cạnh của con được sức khỏe và bình an. Cầu cho 80 người con của con trong trại trẻ mồ côi được thật nhiều sức khỏe. Cho con có đủ sức khỏe để giúp đỡ mọi người. Dạ chú ơi, chú dán như dạ, cái này mình có gõ chuông không? Chú gõ hay là con? Con gõ từ đủ sức khỏe và những cái người thân yêu bên cạnh mình, ví dụ như là nhân viên hay là tất cả các bạn ekip hoặc là những người bạn bè mình thương yêu, họ có đủ sức khỏe để bình an, cuộc sống của họ tốt, thấy rất là hạnh phúc rồi. Và đặc biệt là những đứa con của mình, mình mong là nó có thật nhiều sức khỏe để nó có thể sống bình yên đến lớn, trưởng thành và cả cuộc đời nó bị thì kiểu như mọi người biết không, nó bị thôi nhiều quá rồi, cho nên mình lúc nào cũng cầu cho cái con của mình được bình an, mọi thứ đến với nó thật sự là may mắn. Rất là nhiều công trình gỗ độc đáo. Hồi xưa ở đây nè, lúc mà mình đi á, cái cánh cửa mở ở đây mình sẽ qua luôn được cái hầm bên kia, nhưng mà bây giờ người ta bít rồi, người ta không cho thông từ đây qua đó nữa, mình phải đi cái lối khác. Trên này nó có rất là nhiều như thích nhất ở đây. Ngồi, đừng ngồi nè. Có rất là nhiều chữ mình đọc, mình cảm thấy nó thấm á. Chớ phạm phải điều ác, làm ác khổ vô vàn. Việc thiện nên chu toàn, làm xong khỏi ân hận. Như thành sát biên thùy, trong ngoài canh nghiêm mật. Hãy phòng hộ chính mình, đừng để cơ hội mất. Ai để cơ hội mất, đọa địa ngục khổ đau. Rất là nhiều câu ý nghĩa luôn. Đây là một cái giống như nó nói về một cái quá trình mà khi mà một người phụ nữ họ sanh ra một đứa con thì nó phải trải qua như thế nào. Cảm giác như một người phụ nữ khi mà sanh ra một đứa con nó phải trải qua những gì. Đây, 9 tháng 10 ngày cu mang nặng nhọc, bao kiếp duyên cùng nợ, ngày nay mới vào thai, đầy tháng sanh ngũ tạng bạc 776 tinh khai, thận trọng như non thái, động tĩnh sơ phao phong tai, áo the đành xốc xếch, gương lược biến trang dài. Tức là khi mà một người phụ nữ mang một đứa con trong người, họ phải thận trọng, giống như là họ phải bảo bọc từ những cái ngày đầu.
đó là một người mẹ khi mà mang một đứa con thì luôn luôn như vậy. Rồi khi gần sinh nở, khi gần ngày sinh nở nặng nhọc khổ vô cùng, cô mang trong 10 tháng sanh nở sắp đến ngày, đừng ngồi coi, đứng ngồi coi nặng nhọc, dáng vẻ tựa ngây ngô sợ hãi lo cùng lắng tử sanh giờ phút này. Tức là khi một người phụ nữ đợi gần đến ngày sinh á, họ rất là nặng nề. Hồi xưa như có bầu của bố đó mọi người, lúc mà gần sanh á là phải nắm như kéo lên, chứ như không bao giờ ngồi mà có thể tự đứng lên được, và rất là nặng nhọc. Có những người ta sinh khó, trải qua rất là nhiều nguy hiểm luôn. Cho nên là cái việc mà mang thai sanh ra một đứa con thật sự nó rất là thiêng liêng. Lúc mà mình còn nhỏ mình không có hiểu được tấm lòng cha mẹ, nhưng mà khi mà có bầu rồi, đặc biệt là người phụ nữ, họ sẽ thương cha mẹ mình rất là nhiều. Tại vì mang thai thật sự nuôi một đứa con không phải là điều dễ dàng. Mẹ ta khi sinh nở thân thể đều mở toang, tâm hồn như mê mẩn máu me chan hòa đầy, chờ nghe thấy con khóc lòng mẹ mừng rỡ thay, đương mừng lại lo đến rầu rĩ ruột gan này. Tức là khi mà sinh đứa con ra thì rất là mừng, người phụ nữ rất là mừng, họ sẽ khóc vì cái niềm hạnh phúc, nhưng mà cũng lo là không biết là con mình có chăm sóc được như thế nào không, rồi lo coi là con mình như thế nào. Giống như mình hồi xưa mình có bầu, mình hay nói với chồng mình là sao mà con mình nó là một người lạ, từ xưa giờ chưa ở với mình luôn, từ xưa giờ nó chưa bao giờ ở chung hay là ăn chung ngủ chung, chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, mà sao mang thai lại thương con. Cái đó là cái sự thiêng liêng của tình mẫu tử á mọi người. Lúc mà cô bác nó sanh ra nó khóc á, trời ơi vợ chồng như khóc luôn á mọi người, kiểu như sợ không biết sao mà nó khóc quá trời, mình cũng không biết nữa. Đây là rất là nhiều, mọi người đến đây thì nên đọc hết những cái này, mọi người sẽ cảm thấy rất là hay về tình mẫu tử. Đi xuống ngoài hầm đó, rất là hay luôn mọi người. Đây, bây giờ mình chuẩn bị xuống 18 tầng địa ngục. Ok, mình đi giữa, mình nóng lên đi cho. Thế thì sao em? Mày liễu đâu rồi? Mới đâu có hồn rồi. Chào nha. Ông sang thấy được, ông sang đi được rồi. Để đi giữa. Không thấy mẹ mình. Không thấy. Ok, vậy. Chờ kiếm tôi đó, không có tôi không về đó nghe. Bé.
bé bé chạy đi bé 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 Xin chào mọi người, hiện tại đang ở làng cà phê gì? Thí Thuận hả? Thí Thuận, Thí Thuận. Đây là một trong những làng cà phê lớn nhất Việt Nam với tổng diện tích lên đến 4 hecta. 4.000 hay 4 hecta? 4 hecta hả? Quá, trời ơi, đại cảnh kìa. Đẹp quá, mà đâu xuống dưới được đúng không? Được. Để dù xuống, mình đi xuống rồi. Đây nè, đừng đi từ đây nè. Ô, đẹp quá kìa mấy đứa. Xỉu tôi chưa? Trời ơi, quá quậy à, cái này là cái tâm quậy. Trời ơi, cái tâm này sao đi quán bar. Lựa tóc hai cho tôi quậy đi nơ. Rồi, ok, cô, tôi chỉ lựa liền. Ôi, tôi xỉu quá cô. Quá mút. Ôi nè, tôi lấy con này. Ai lấy cho đời này đây? Được chết. Cô mua đi, mua đi. Mua. Em gái, giá này nhiêu vậy em? Là cái này em không biết giá được. Không biết giá. Ủa không biết giá sao vậy? Tại vì anh mua định đem đi về dưới hoa bạc liêu đâu có giá. Nó quá mua. Tôi định cái hàng mình làm hàng nó quầy. Độc quyền đúng không? Em ơi cái này đựng cái gì nha em? 150.000 chị ơi. Lấy nha. Lấy em. Chị đẹp. 150 hả? Có bớt không? Dạ vâng ạ, lấy cho em. Đôi nào cũng 150 hả? Chị bán đồ xấu mà chị bán. Hôm nay cô cắt cái này cô đeo vô lỗ mũi tôi đó. Ai có là tôi chiếc cái bà vũ hiểm của tôi. Chị đẹp, em trả tiền cho bông chị đẹp thôi. Chị thấy nó có hợp với em không? Hợp quá trời hợp đúng chị. Nó hợp chứ đâu có không hợp được. Cô Như, các bạn thấy là bảo nước. Quá buồn.